Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ozone thuộc Công ước Viên về bảo vệ tầng ozone được ký kết năm 1987 tại Montreal, Canada và có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1989. Nghị định thư Montreal ra đời nhằm mục tiêu bảo vệ tầng ozone thông qua việc loại trừ các chất làm suy giảm tầng ozone ODS gây nên lỗ thủng ở tầng ozone của trái đất. Hậu quả của việc suy giảm tầng ozone sẽ làm cho bức xạ tia cực tím tiếp cận trái đất tăng lên, làm gia tăng tỷ lệ mắc bệnh ung thư da, đục thủy tinh thể mắt, suy giảm hệ thống miễn dịch và ảnh hưởng đến hệ sinh thái biển. Đây là hiệp ước đầu tiên trong lịch sử Liên Hợp Quốc đạt được sự phê chuẩn toàn cầu, thành công nhất với 197 quốc gia phê duyệt. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc họp tháng 12 năm 1994 đã quyết định lấy ngày 16 tháng 9 hàng năm là ngày quốc tế bảo vệ tầng ozone. Việt Nam chính thức tham gia vào phê chuẩn Nghị định thư Montreal vào tháng 1 năm 1994. Trong 25 năm qua, Việt Nam đã tích cực triển khai đồng bộ nhiều hành động và giải pháp để bảo vệ tầng ozone. Ngay sau khi chính thức phê duyệt Nghị định thư Montreal năm 1995, với sự hỗ trợ từ Quỹ đa phương và chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã tiến hành khảo sát, xây dựng chương trình quốc gia bảo vệ tầng ozone nhằm loại trừ dần các chất làm suy giảm tầng ozone ODS theo lộ trình được quy định bởi Nghị định thư Montreal. Tổng cục Khí tượng Thủy văn được giao làm đầu mối và chủ trì thực hiện Công ước Viên và Nghị định thư Montreal. Với nỗ lực thực hiện kế hoạch quản lý môi trường lạnh RMP tại Việt Nam từ năm 1997 đến năm 2002 đã loại trừ 60,6 tấn CFC-12, giảm phát thải 660.540 tấn CO2 tương đương. Các thông tư liên bộ quản lý nhập khẩu và kiểm soát các chất làm suy giảm tầng ozone được xây dựng và ban hành. Năm 2002, Bộ Tài nguyên và Môi trường được thành lập và được chính phủ giao chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ tầng ozone, là đầu mối quốc gia thực hiện Nghị định thư Montreal. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai nhiều chương trình, dự án về tăng cường năng lực, hỗ trợ doanh nghiệp loại trừ các chất CFC. Năm 2005, Việt Nam đã triển khai thực hiện dự án kế hoạch quốc gia của Việt Nam loại trừ hoàn toàn tiêu thụ các chất CFC và halon. Năm 2010, Việt Nam chính thức hoàn thành nghĩa vụ loại trừ hoàn toàn CFC, halon, CTC và các chất gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tầng ozone. Nhiều hoạt động tăng cường năng lực bảo vệ tầng ozone ở Việt Nam được triển khai thực hiện như tập huấn, hội thảo, tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm với các cơ quan, doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến chất gây suy giảm tầng ozone, xây dựng tài liệu truyền thông, nâng cao nhận thức về Nghị định thư Montreal, tác hại khi tầng ozone bị suy giảm và hành động thiết thực nhằm bảo vệ tầng ozone. Năm 2012, Việt Nam bắt đầu triển khai thực hiện dự án kế hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC của Việt Nam giai đoạn 1 2012-2017. Dự án được triển khai đúng tiến độ. Kết quả, Việt Nam đã loại trừ hoàn toàn tiêu thụ 1.300 tấn HCFC-141B trong sản xuất xốp, trong đó có 462 tấn là HCFC-141B nguyên chất và hơn 800 tấn HCFC-141B trộn sẵn trong polio, góp phần giảm phát thải 942.500 tấn CO2 tương đương. Năm 2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản số 132 kiến nghị ngừng cấp phép thành lập mới
hoặc mở rộng sản xuất đối với các doanh nghiệp sử dụng các chất HCFC. Cục Khí tượng Thủy văn cũng ban hành văn bản số 1477 về việc chấm dứt hoàn toàn nhập khẩu, xuất khẩu HCFC 141B nguyên chất kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2015. Năm 2015, Việt Nam đã hoàn thành loại trừ hoàn toàn tiêu thụ 500 tấn methyl bromide sử dụng ngoài mục đích kiểm dịch và khử trùng hàng xuất khẩu. 500 tấn HCFC 141B nguyên chất sử dụng trong lĩnh vực sản xuất xốp cách nhiệt, tuân thủ nghĩa vụ loại trừ 10% mức tiêu thụ cơ sở các chất HCFC. Năm 2017, Việt Nam đón nhận chứng nhận đóng góp của Việt Nam đã thực hiện thành công theo lộ trình Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ozone do chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc và Ban Thư ký Ozone trao tặng nhân dịp kỷ niệm 30 năm thi hành Nghị định thư Montreal 1997-2017. Triển khai thực hiện dự án, trình diễn chuyển giao công nghệ giảm phát thải khí nhà kính và các chất làm suy giảm tầng ozone trong lĩnh vực làm lạnh công nghiệp đã đạt được kết quả. 4 doanh nghiệp thí điểm chuyển đổi công nghệ thành công từ HCFC-22 sang HC-290. 25 cụm máy thiết bị lạnh HC-290 lắp đặt tại 9 kho lạnh, loại trừ 250 kg HCFC-22, giảm phát thải 450 tấn CO2 tương đương, hiệu quả năng lượng 20-25% so với thiết bị cũ. Vietnam has been in compliance with the Montreal Protocol. We also appreciate Vietnam has established and enforced a strong licensing system for the import-export of the ozone depleting substances. Năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt văn kiện dự án kế hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC của Việt Nam giai đoạn 2. Giai đoạn 2018 đến năm 2023 với mục tiêu loại trừ hoàn toàn tiêu thụ 1.000 tấn HCFC-22 trong lĩnh vực sản xuất điều hòa không khí gia dụng, lĩnh vực làm lạnh, sản xuất xốp XPS và lĩnh vực dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị lạnh. Loại trừ hoàn toàn tiêu thụ HCFC-141B trộn sẵn trong polyol trong lĩnh vực sản xuất xốp cách nhiệt. Bảo đảm Việt Nam hoàn thành nghĩa vụ giảm 35% mức tiêu thụ cơ sở các chất HCFC từ năm 2020 đến năm 2024. Bản sửa đổi bổ sung Kigali được các nước tham gia Nghị định thư Montreal thông qua vào ngày 4 tháng 9 năm 2019. Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 64 NQCP chính thức phê duyệt bản sửa đổi bổ sung Kigali nhằm loại trừ các chất HFC. Các chất HFC không phải là chất làm suy giảm tầng ozone, nhưng có tiềm năng làm nóng lên toàn cầu cao. Các chất HFC được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực sản xuất thiết bị lạnh, điều hòa không khí ô tô và lĩnh vực phòng cháy chữa cháy. Tháng 1 năm 1994, thì Việt Nam chính thức gia nhập Công ước viên về bảo vệ tầng ozone và Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ozone, đồng thời cam kết tuân thủ các cái quy định của Công ước và Nghị định thư. Đến năm 1995, thì Việt Nam đã tiến hành các cái bước khảo sát xây dựng chương trình quốc gia của Việt Nam nhằm loại trừ dần các cái chất làm suy giảm tầng ozone và được chính phủ phê duyệt. Trong công cuộc bảo vệ tầng ozone, các doanh nghiệp sản xuất cũng đã chung tay cùng hành động với các quốc gia trên thế giới. Hàng loạt các công nghệ mới, hiện đại, không sử dụng các chất gây suy giảm tầng ozone lại tiết kiệm chi phí sản xuất đã được nghiên cứu thành công. Đối với chúng tôi thì là một tập đoàn đa quốc gia và đã hoạt động tại hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ rồi, thì chúng tôi sẵn sàng là hợp tác với chính phủ Việt Nam cũng như là các bộ ngành ở cấp trung ương cũng như các địa phương để làm sao mà có thể chia sẻ các cái kiến thức toàn cầu, giới thiệu các cái công nghệ mới để đồng hành với chính phủ trong việc mà
giúp cho chính phủ Việt Nam thực hiện một cách tốt nhất việc giảm trừ phát thải các khí nhà kính cũng như khí HCFC. Tham gia vào cái này, vào cái việc chuyển đổi này thì doanh nghiệp có cơ hội xuất khẩu ra nước ngoài mà sang các nước mà người ta không sử dụng chất HCFC ở bên nữa. Thì đấy chính là cơ hội quan trọng nhất tạo mở ra cho các cái doanh nghiệp mà có cái công nghệ mới, cái công nghệ sạch này. Trong 32 năm thực hiện Nghị định thư Montreal, với sự nỗ lực của chính phủ các quốc gia, cộng đồng doanh nghiệp và thậm chí là của từng người dân, lỗ thủng tầng ozone đang dần hồi phục. Bức xạ tia cực tím tiếp cận trái đất sẽ giảm đi. Dự kiến tầng ozone sẽ được khôi phục hoàn toàn ở Bắc Bán Cầu vào năm 2030, Nam Bán Cầu vào năm 2050 và các vùng cực tại Nam Bán Cầu vào năm 2060. Công cuộc bảo vệ tầng ozone sẽ không kết thúc. Chúng ta tiếp tục chung tay nỗ lực bảo vệ tầng ozone, thực hiện tốt các mục tiêu của Nghị định thư Montreal, công ước viên về bảo vệ tầng ozone đã đề ra.